degree. Thì chúng tôi xin nói ngay thêm là nhà trường nếu các bạn học double degree thì các bạn sẽ học từ năm thứ 2 trở đi. Cho nên nếu các bạn thấy lượng sức mình không cần thiết phải đánh vào cái phần B là phần double degree, không sao hết cả. Bởi vì sau năm học thứ nhất, dựa trên kết quả học tập năm thứ nhất, họ sẽ chọn vào những bạn nào mong muốn là đi học chương trình bằng đôi. Còn cái việc mà bạn đánh vào đây nó không có nghĩa là bạn chứng tỏ là bạn giỏi rồi do lại họ sẽ ưu tiên xét tuyển bạn, không có chuyện đó. Chẳng qua đây là cũng một cách là để họ tính toán xem là có bao nhiêu sinh viên đăng ký học bằng đôi để họ chuẩn bị giáo sư cũng như vân vân họ tính toán. Nhưng mà họ không khuyến khích là các bạn năm thứ nhất các bạn nên đánh, chỉ có bắt buộc đánh là đánh cái phần mà học chương trình bằng một bằng single degree. Thì về cái số lượng ngành nghề thì trên màn hình nó sẽ mở ra 26 cái ngành nghề như thế này, và chúng ta sẽ chọn là từ 1 đến 5 theo thứ tự. Chúng ta sẽ đánh vào cái nguyện vọng first choice cho đến fifth choice. Thì mỗi lần click vào cái first choice hay là fifth choice thì nó sẽ hiện ra, nó sẽ sổ ra 26 cái tên như thế này. Do vậy ngành nghề thì chúng tôi cũng đã đưa lên trên web cũng như trang giấy này. Chúng tôi đề nghị là các bạn và các ba má các bạn cùng nhau thảo luận trao đổi. Người quyết định chính là các bạn. Sau này đừng có đổ cho ba má là bố mẹ là tại bố mẹ bắt con ghi nguyện vọng một là chữ Y chứ con không có thích chữ Y, rồi con thi con rớt, thì sau này là do lỗi bố mẹ không phải cho chính các bạn chọn. Chúng tôi đây là khuyên. Và do vậy nên tìm hiểu, chúng tôi đã đưa lên trên đây cái tên trang web của các cái trường thành viên để các bạn vào tìm hiểu ngành nghề. Và trong đó nó sẽ hướng dẫn đầy đủ là học cái gì, năm thứ nhất làm cái gì, ra trường làm cái gì, nghề nghiệp làm sao vân vân, nó sẽ chi tiết quá rất là kỹ. Và chúng ta khi chọn năm nguyện vọng thì chúng ta cũng chú ý là không phải là ghi năm nguyện vọng là cùng một tên. Mỗi nguyện vọng là một tên ngành nghề khác nhau. Và nếu như các bạn đang học lớp 12 thì xin các bạn xem cái mặt sau các cái môn thi đó, nó tương ứng với ngành nghề. Thì các bạn chọn những ngành nghề nào mà khi đi thi đó nó cùng những cái môn thi với nhau thì nó dễ hơn cho người ta xét chọn các bạn. Thí dụ nguyện vọng 1 của các bạn là ngành architecture thì các bạn sẽ thi là anh toán lý hoặc hóa. Nhưng bạn có thể chọn một nguyện vọng 2 là chemical engineering là anh toán lý hóa thì cũng chung với cái môn thi này. Có nghĩa là khi họ xem cái nguyện vọng 1 mình mà chưa đạt đủ điểm thì họ sẽ chuyển vào nhìn mình coi ở nguyện vọng 2 mình có đạt yêu cầu hay không, và kế tiếp lần lượt đến nguyện vọng 5. Như thế cái cơ hội chúng tuyển quay mát các bạn nhớ là như thế rộng đường hơn. Năm nào chúng tôi thấy có những bạn là không trúng tuyển vào business nhưng mà bạn lại trúng tuyển vào computing hoặc là sales. Đó là nguyện vọng 2 của các bạn. Bởi vì trường business chỉ tiêu khoảng 20 mà tới 400 người nộp đơn, đúng không? Chúng ta có thể biết là như vậy. Và do vậy cái chuyện mà tính toán năm nguyện vọng nó cũng giống như là chúng ta tính toán nguyện vọng để đi thi đại học trong nước thôi. Nhưng mà trong nước thì còn có 2 vòng, và chưa kể vòng thứ 3 là không phải thi đó. Tuy nhiên ở đây rộng đường hơn, người ta cho bạn tới 5 cơ hội để lựa chọn. Kế tiếp là phần số 7 là kinh nghiệm làm việc. Ở đây chủ yếu dành cho các bạn đã là sinh viên rồi, có thể các bạn có đi thực tập làm việc ở đâu thì xin các bạn cho thêm vào. Ở đây cũng chỉ để biết rồi đánh giá các bạn có phần làm gì thêm không. Phần số 8 lưu ý, phần này là dành cho những người thiểu năng, disability. Là thiểu năng có nghĩa là không có thể hoạt động bình thường như mọi người, ví dụ như là có về mắt kém, mắt bị mù mắt, ví dụ như là mù màu, không nhìn ra được màu, hoặc là tai phải có máy trợ thính, hoặc là các bạn bị ngồi xe lăn, thương tật vân vân, thì các bạn khai vào. Chứ không phải có nghĩa là
trần trợ giúp đặc biệt ở đây có nghĩa là bạn là người nghèo, gia đình ba má đông, thu nhập thấp. Đây là từ của Sài Gòn, ba má đông là từ Sài Gòn. Bạn nào mà lỡ đánh vô chữ yes là nó sẽ hiện ra cái ô, nó hỏi là bạn phải điền vô cho biết. Gia đình nhớ đọc kỹ, đừng có đánh cái gì cũng yes hết vô đây, chỗ này không có yes, chỗ này là no thôi. Trừ khi mình có vấn đề. Và các bạn biết nếu các bạn bệnh nhiều quá thì chắc từ đầu là không có nhận đâu. Rồi phần số 9 là thông tin về người thân, thì có thể là cha hoặc là má hoặc là ba bố hoặc mẹ hoặc là anh em nếu như các bạn không có bố mẹ. Phần này cần thiết có để nhà trường biết khi có xảy ra việc gì đó thì liên hệ với ai. Ví dụ các bạn không chịu học hành suốt ngày ngồi chơi game, không chịu đi thi, thì nhà trường sẽ phải thông báo về cho cái người thân của bạn, hoặc là các bạn học không đạt yêu cầu phải bị gửi trả lại chẳng hạn gì v.v. Rồi khi cần đến khi tốt nghiệp, các bạn làm lễ tốt nghiệp thì nhà trường sẽ gửi cái thư mời người thân của các bạn qua dự lễ tốt nghiệp, là họ cần có những cái thông tin này. Chứ hoàn toàn không có ý nghĩa là xem lý lịch coi là ba má mình làm lớn hay như thế nào thì cho thêm điểm ưu tiên, không có chuyện đó nha. Phần kế tiếp và những thông tin khác chủ yếu là để hỏi xem coi bạn có bị ra tòa, có bị phạm tội gì không. Thì xin các bạn cũng nhớ là không có, chắc các bạn ngồi đây là đều là những người không có hề có tội phạm gì hết cả, thì đừng có lơ đễnh là đánh vào chữ yes. Đánh vào chữ yes là người ta đã hỏi coi mình đã phạm tội gì. Còn lỡ là có đi đâu mấy mấy không đi lên xe buýt, không trả tiền rồi đúng không, thì thôi những cái tội đó không có bị ra tòa, chưa phải ghi vào. Rồi số 11 là pin number, thì người ta sẽ cho mình chọn trong 8 chữ số, mình sẽ đặt một hàng 8 chữ số. Thì các bạn biết với 8 chữ số sắp xếp thay đổi là rất ra rất nhiều chữ số khác nhau. Nếu như bạn chọn một cái chữ số mà đã trùng với một người đã chọn rồi thì trên máy nó sẽ báo và sau đó bạn sẽ khai báo lại một cái chữ số mới. Và như chúng tôi đề nghị ngay từ đầu không cần phải bàn bạc với nhau, mày lấy chữ số này, tao lấy chữ số kia, số tao đẹp hơn, số mày đẹp hơn, đúng không? Không có việc đó, việc này là tự phải làm riêng. Và chính vì vậy cũng như một lời khuyên là khi điền đơn trên mạng, trừ trường hợp đặc biệt quá không có máy tính ở nhà hoặc là không có những cái máy tính an toàn thì mới đem ra làm ở cà phê internet. Những cái máy tính ở cà phê internet hoàn toàn là những cái máy tính không an toàn, đó có thể lưu lại thông tin của các bạn. Thậm chí người ngồi bên cạnh có thể ngó qua xem coi mày làm gì đó. Thì nhớ là chúng ta làm những cái này riêng tư. Application fee, bạn sẽ đánh dấu ở đây để cho biết là bạn sẽ trả cái tiền lệ phí nộp đơn $20 xin bằng cách nào. Nếu bạn click vào cái chữ credit card là thẻ tín dụng thì nó sẽ hiện lên cái ô để bạn đánh cái số credit card. Nếu bạn trả bằng BankWrap thì bạn chỉ cần click vô cái ô BankWrap. BankWrap là cái tờ hối phiếu, bạn sẽ ra ngân hàng cầm cái đơn NUS này, cầm cái mẫu đơn của bạn linh thông này ra cho ngân hàng để ngân hàng có cái chứng từ để lưu lại và bán cho bạn một cái giấy ghi là BankWrap là hối phiếu là trị giá $20 sing. Có nghĩa là ngân hàng đồng ý trả cái tiền này cho thay mặt cho mình trả lại cho bên NUS. Và cái hối phiếu đó thì bạn sẽ gửi trong cái hồ sơ của mình gửi đi. Hiện giờ với ngân hàng các bạn có thể sử dụng cái recommend của cái ngân hàng đã rất chuyên nghiệp với chuyện này là ngân hàng Exim Bank. Có thể chỉ trong vòng khoảng 30 phút là họ đã giải quyết xong cái chuyện hối phiếu này cho các bạn. Và như thế $20 sing nó tương đương khoảng 280.000 đồng Việt Nam, thì các bạn sẽ phải trả thêm một cái phụ phí để chuyển cái tiền này đi khoảng mấy chục ngàn cái hàng vậy, thì các bạn sẽ trả thêm cái đó. Cái phương án thứ ba là trả bằng NET, là một cái phương tiện thanh toán ở Singapore thì chỉ dành cho những người có người thân ở Singapore, ví dụ sinh viên bạn bè của mình. Còn lại hai cách phổ biến là trả bằng thẻ tín dụng hoặc là trả bằng BankWrap. Thì chúng tôi cũng xin lưu ý là thẻ tín dụng hiện giờ cũng đang rất là phổ biến, quý vị phụ huynh nên nhân cơ hội này
Thứ nhất là mỗi người nên mở một cái thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng là thẻ được vay tiền nhiều, được vay tiền, được xài số tiền nhiều hơn mức số tiền mình bỏ vào. Còn cái thẻ debit card, ở đây nói luôn là International Credit Card, là thẻ này được chấp nhận thanh toán ở nước ngoài. Thì thông thường nó là Visa hoặc Master hoặc là Express, cho này vậy, những cái hãng thanh toán quốc tế. Còn cái thẻ mà debit card là thẻ xài bấy nhiêu, bỏ tiền vào bao nhiêu, xài bấy nhiêu, thì không phải là cái loại thẻ mà dùng cho cái chuyện thanh toán tiền này. Và mỗi phụ huynh khi mở cái thẻ tín dụng này, tối thiểu theo chúng tôi được biết là khoảng 3 triệu đồng, có thu nhập hàng tháng khoảng 3 triệu đồng thì ngân hàng sẽ đồng ý mở thẻ. Lệ phí thẻ mỗi năm là khoảng 200 ngàn cái này vậy. Cái điều rất quan trọng là có cái thẻ tín dụng này thì quý vị được mở thêm cái thẻ phụ. Khi con các anh chị đi du học thì các anh chị có thể đưa cái thẻ phụ cho con của mình, để con mình dùng cái thẻ đó đi chi tiêu ở nước ngoài mà mình ở Việt Nam vẫn biết được. Hàng tháng ngân hàng sẽ phát hành một cái gọi là bank statement, cái giấy ghi là mình đã xài tiền như thế nào. Thì khi con mình xài tiền gì ở nước ngoài thì nó đều cho chi tiết nó được hết. Cái thẻ này nó giúp cho chúng ta khi đi nước ngoài thì không phải mang tiền mặt trong người nhiều, xảy ra cái chuyện gì đó và không cần phải đổi tiền, bởi vì cái thẻ này khi đưa ra thì nó sẽ quy đổi tiền theo hệ thống ngân hàng, nó chủ động nó chuyển đổi tiền cho mình, nó thuận lợi. Và trong những trường hợp khẩn cấp, nói nôm na ở Việt Nam hay Sài Gòn hay nói là đi ngoài đường mà đạp bánh chén là phải có tiền cho người đền cho người ta, thì còn có những trường hợp là ngay cả vấn đề y tế, cái thẻ này nó cũng giúp cho người ta theo dõi, biết nó có thông tin. Khi chúng ta khai báo là cái thẻ này thì thông tin về cái gì chúng ta biết, là chúng ta đi đến đâu là thì an ninh họ biết chúng ta ở đâu hết cả. Thì chúng ta có thể tập cho con em mình ngay từ bây giờ. Nếu quý vị cũng có thể mở luôn thẻ tín dụng riêng cho con mình cũng được. Sau này các cháu đi học nước ngoài chúng cháu có cái thẻ để mà rút tiền từ các cái máy ATM để mà lấy tiền rất là nhanh chóng. Cuối cùng là phần số 13 là lời cam kết. Thì chúng ta đều biết, tôi không dịch ra những cái câu chữ ở đây bởi vì tôi nghĩ các bạn phải đọc, phải hiểu được những câu chữ này. Nó tương tự như là cái đơn ở Việt Nam, mỗi lần khai báo cái gì là chúng ta viết cái câu gì. Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là không đúng sự thật, tôi xin đảm bảo. Đúng sự thật đúng không? Đúng sự thật, ok. Rồi, thì tôi xin chịu trách nhiệm gì đó. Đây là 1, 2, 3, nó y cái nội dung đó là như vậy thôi. Chúng ta phải đọc cái này một cách cẩn thận. Chúng ta thấy giống như là một lời thề là chúng ta làm những thông tin được thật. Và sau đó chúng ta mới ấn vào cái ô Verify Application, là coi như chúng ta đã ký vào cái đơn này và chúng ta gửi đi. Thì đó là cái công đoạn cuối cùng của việc điền đơn trên mạng. Còn sau đó đương nhiên là chúng ta vẫn phải gửi cái hồ sơ giấy tờ như lúc nãy chúng tôi đã hướng dẫn. Thì bây giờ chúng tôi xin dừng ở đây để các anh chị nào, các bạn nào có đặt câu hỏi thì xin nêu ra ở đây. Dạ. Vâng. Trong cái mục năm nay thì nhà trường sẽ làm có một cái đơn riêng ở trên mạng hỗ trợ tài chính. Đơn này chỉ có làm xong cái này thì mới có cái application number, thì mới vô được cái đơn hỗ trợ tài chính. Cho nên hiện giờ chúng tôi cũng không thể đưa cái mẫu đơn đó lên được, thì nguyên tắc là phải có application number. Thì trong cái mẫu đơn này chúng tôi đã coi, thì thật ra thông tin không có gì phức tạp. Nó về cơ bản nó giống y như thế này. Nó cũng sẽ hỏi về cá nhân của mình rất là nhiều. Cái điều quan trọng hơn là họ hỏi về cái người đứng ra bảo lãnh cho mình để mà vay nợ. Thì gọi là người guarantor, thì người đó phải trên 21 tuổi, thông thường là ba hoặc má của mình. Đó. Nếu không có ba má mà là về hưu hay gì đó thì phải có một người khác. Thì mình phải có những cái giấy tờ để sau này mình gửi vào hồ sơ. Thì quan trọng là cái giấy chứng nhận xác nhận cái thu nhập của mình. Ví dụ mình đang đi làm thì có giấy xác nhận người lương. Mình đang làm kinh doanh thì có giấy tờ mở công ty. Mình đang vùng hạt là cổ đông công ty nào thì mình có cái giấy chứng nhận là cổ đông của cái công ty đó, v.v. Tất cả những giấy tờ này để họ xem coi là mình có phải thuộc cái đối tượng giàu quá hay không mà anh US không cần phải cho vay.
Thì tuy nhiên trong thực tế chúng tôi có thể nói ngay là Việt Nam là một cái nước thu nhập bình quân là dưới 400 đô la Mỹ. Cho nên người ta đều nhận xét là nước Việt Nam là cái nước thu nhập thấp và nằm trong cái diện là phải cho vay nhỏ. Cái này vì nó cây bài cây từng